Hãy cùng Nido đến với trang mục Chữ đẹp Nhi đồng trên báo Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh số 51 nha bạn. Cô Phạm Thùy Liên, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 đã chọn ra 10 bạn có bài viết tốt nhất tuần với bài thơ Tiếng Ru đăng trên Nhi đồng số 48. Chào các em, hôm nay cô rất vui vì tuy tuần này là tuần các em tập trung ôn cho đợt kiểm tra học kỳ 1, nhưng số lượng các em gửi bài về chuyên mục Chữ đẹp Nhi đồng vẫn rất là nhiều và nhiều bài viết chữ đẹp. Điều này chứng tỏ rằng các em đã gắn bó với báo Nhi đồng nói chung cũng như chuyên mục Chữ đẹp Nhi đồng nói riêng. Để nhận xét về bài viết trong đợt này thì cô thấy rằng các em đã biết căn khoảng cách giữa các con chữ khá đều, điểm đặt bút và dừng bút của các em khá chuẩn. Nhiều em đã biết viết hoa sáng tạo và các em đã tạo được cái phong cách sáng tạo của riêng mình. Tuy nhiên, cô cũng lưu ý các em, khi chúng ta viết hoa sáng tạo, chúng ta nên tránh những nét rườm rà và sáng tạo làm sao để người khác dễ đọc, tránh để cho người đọc bị nhầm từ chữ này sang chữ khác. Các em thân mến, tuần tới là tuần các em tập trung cho đợt kiểm tra học kỳ 1, nhưng cô hy vọng rằng các em vẫn dành ít chút thời gian gửi bài cho chuyên mục Chữ đẹp Nhi đồng. Bởi vì cô nghĩ rằng việc luyện chữ không chỉ giúp cho các em viết đẹp hơn, bài sẽ được điểm cao hơn, mà còn giúp các em thư giãn sau những giờ ôn tập căng thẳng. Cô chúc các em thành công. Xin chúc mừng các bạn sau đây. Mẹo viết chữ đẹp. Tuần này Nhi đồng sẽ giới thiệu đến các bạn nhóm chữ sau, mời bạn tham khảo. Đây là nhóm các từ có nét bốc dưới nối liền với nét bốc trên. Đối với nhóm này, các bạn thường viết chưa thẳng nét hoặc khoảng cách chưa đúng. Cách khắc phục: rèn lại cách viết nét bốc dưới và nét bốc trên cho đúng, sau đó rèn cách nối giữa hai nét móc cho mềm mại. Chú ý khi viết các từ có dấu thanh, các bạn phải lưu ý đặt vị trí cho đúng như chữ viết mẫu. Đề bài tuần này: ông đồ. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già, bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết, tấm tắc ngợi khen tài, hoa tay thảo những nét, như phượng múa trồng bay. Vũ Đình Liên. Hãy trổ tài viết chữ đẹp để có cơ hội là một trong 10 bạn được nhận quà tặng nha. Bài tham gia xin gửi về Chữ đẹp Nhi đồng, báo Nhi đồng, số 12 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.